Thưa quý vị, sáng nay, Công an quận Hải Châu sơ kết công tác đảng, công tác công an 6 tháng đầu năm 2021. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đã đến dự và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ Công an quận Hải Châu vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn quận Hải Châu đã xảy ra 36 vụ án hình sự, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó chủ yếu là tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản. Qua 6 tháng, Công an quận Hải Châu đã điều tra, khám phá 33 trên 36 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 59 đối tượng, phát hiện xử lý hành chính 68 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế môi trường, tịch thu tiêu hủy hàng hóa không nhãn mác. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, phong trào 3 trách nhiệm, 3 đột phá được triển khai rộng khắp. Từ đầu năm đến nay, toàn lực lượng công an quận có 15 lượt tập thể, 27 cá nhân được cao cấp khen thưởng. Sau tháng cuối năm 2021, Công an quận Hải Châu phấn đấu tiếp tục thực hiện hiệu quả 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân. Tại hội nghị, thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đã trao bằng khen của Thủ tướng cho Đảng bộ Công an quận Hải Châu vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.